ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin FPNC tối ngày 2 tháng 8 năm 2016. Bão Nida quét qua Hồng Kông vào sáng ngày 2 tháng 8 với gió mạnh 100 km/h đã khiến cho các hoạt động tại trung tâm tài chính này gần như ngưng trệ hoàn toàn, với cảnh báo lũ ở khu vực trũng, trong khi hàng trăm chuyến bay bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Gió mạnh và mưa lớn khiến 150 chuyến bay bị hủy và 290 chuyến bay đã bị hoãn lại. Cathay Pacific và Dragon Air cho biết không chuyến bay nào sẽ hoạt động cho đến 2 giờ chiều giờ địa phương. Thị trường chứng khoán Hồng Kông trong phiên giao dịch sáng ngày 2 tháng 8 cũng bị hoãn lại. Từ tối hôm trước, các cửa hàng ở Hồng Kông đã đóng cửa, đường phố bị bỏ hoang và người dân được cảnh báo rời khỏi công sở sớm. Bão Nida hiện đã đi qua Hồng Kông, tiến vào Quảng Đông Trung Quốc và có dấu hiệu suy yếu. Những diễn biến thời tiết bất thường gần đây tại Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho nước này. Tháng trước, bão Bebatak đã khiến cho 420.000 người phải sơ tán và gây thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Phúc Kiến nước này. Trong khi rất nhiều người tại Trung Quốc đang tìm cách chạy trốn sự oi bức của cái nắng gay gắt mùa hè, thì không ít người lại xem việc trải nghiệm sự nắng nóng như là một liệu pháp trị bệnh. Điều này đã giúp cho ngành du lịch tại thành phố nóng nhất Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Durban hay Thổ Nhĩ Lũ Phiên là thành phố có nhiệt độ cao nhất Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Cơ quan khí tượng địa phương cho biết, nhiệt độ hàng ngày tại đây hiện nay có những thời điểm đã vượt trên mức 45 độ C. Thay vì chạy trốn sự oi bức kỷ lục này, nhiều du khách lại tìm đến Durban để trải nghiệm những liệu pháp trị bệnh bằng cát nóng. Trung bình dưới cát nóng để trị bệnh thấp khớp chính là liệu pháp truyền thống độc quyền của dân tộc Duy Ngô Nhĩ từ bao lâu nay. Đó là lý do khi nhiệt độ trung bình trong năm nay ngày càng lên cao, thì lượng khách du lịch đến với Durban trị bệnh cũng thậm chí tăng gấp đôi. Tháng 7 năm ngoái, chúng tôi chào đón khoảng 800 du khách mỗi ngày, nhưng năm nay, con số này đã đạt đến 1.500 người mỗi ngày. Đối với những người dân địa phương tại đây, nắng nóng còn giúp cho họ có thêm một cách kiếm tiền khác. Những quả trứng được chôn vùi dưới cát nóng từ 90 đến 120 phút để có thể chín và ăn được, rồi được bán cho khách du lịch với giá 5 nhân dân tệ, tức xấp xỉ 17.000 đồng một quả trứng. Ước tính đã có khoảng hơn 2 triệu người đến Durban trải nghiệm những dịch vụ du lịch trong mùa nắng nóng như thế này. Kết quả này đã tăng đến 46% so với cùng kỳ năm 2015. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Là quốc gia có ngành công nghiệp chế biến chè hàng đầu thế giới, nhưng hiện tại, chính ngành công nghiệp này tại Ấn Độ đang gặp khó vì tình trạng xói mòn đất đang tác động xấu đến hầu hết khắp các khu vực sản xuất chính. Thành phố Siliguri thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ, được xem là một trong những nơi sản xuất chè ngon nhất thế giới. Tuy nhiên, tình trạng xói mòn đất trong những năm gần đây đã ảnh hưởng lớn đến năng suất lẫn chất lượng chè tại khu vực này. Nguyên nhân là do những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cho mực nước sông quanh khu vực này dâng cao và gây xói mòn đất nghiêm trọng do tác động từ dòng chảy. Theo ghi nhận, lượng mưa đổ xuống khu vực sản xuất này đã chạm đỉnh kỷ lục trong vòng 20 năm qua. Không có đê hay bất cứ loại rào chắn nào để bảo vệ chất màu mỡ và giữ chúng ở lại trước tình cảnh xói mòn trên diện rộng tại khu vực này trong nhiều năm qua. Ấn Độ là quốc gia sản xuất chè lớn nhất thế giới, với tổng diện tích đất sử dụng lên đến 170.000 hectare và xấp xỉ 350 trang trại trên toàn quốc. Trung bình mỗi năm, nước này xuất ra thị trường khoảng 980 triệu kg chè. Hiện nay có ít nhất 4 triệu người đang kiếm sống nhờ vào ngành công nghiệp này. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Malaysia đã kêu gọi Indonesia và Philippines phối hợp trong công tác chống nạn cướp biển, chủ yếu do nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện quanh vùng biển nằm ở khu vực phía nam Philippines. Nhân chuyến thăm Jakarta vào thứ Hai, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã kêu gọi các bên hợp tác để giải quyết nạn cướp biển. Chúng tôi muốn cả ba quốc gia Indonesia, Malaysia và Philippines cùng tăng cường hợp tác ba bên để vượt qua những vụ bắt cóc và cướp hàng ở biển Sulu. Phía Indonesia và Malaysia đã có một hệ thống hợp tác ở eo biển Malacca, bao gồm lực lượng tuần tra và hải quân để giảm bớt những vấn nạn nói trên trong khu vực. Tôi tin rằng cả ba nước sẽ làm được điều này. Trong năm nay, đã có gần 20 nhân viên làm việc trên các tàu hàng của Malaysia và Indonesia bị lực lượng quân đội Abu Sayyaf bắt cóc. Jakarta lo ngại vụ việc sẽ tái diễn ở mức độ nghiêm trọng như cướp biển vùng Somali. Do vụ việc tái diễn thường xuyên nên ở một số đảo của Indonesia, chính quyền địa phương đã ngưng cấp phép cho tàu chở than đi qua vùng biển ở Nam Philippines. Các chuyên gia cho biết, giá trị giao thương hàng hóa qua vùng biển Sulu và Celebes mỗi năm đạt khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm những tàu hàng béo bở đến từ Ấn Độ Dương do không thể đi qua eo biển Malacca chật hẹp. Nhân chuyến thăm đến Mỹ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama để thúc đẩy TPP đang gặp những khó khăn chính trị trong thời gian bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên, ông hy vọng Mỹ sẽ tập trung vào bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Trong cuộc gặp sắp tới với ông Lý Hiển Long, ông Obama được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ ca tụng thỏa thuận thương mại TPP và cam kết thỏa thuận này sẽ được thông qua. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ sắp tới là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều phản đối TPP, và chủ đề này trở thành một trong những vấn đề được dùng trong chiến dịch tranh cử. Phát biểu tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ, ông Lý Hiển Long cho biết, ông hiểu những lo ngại về TPP. Trong việc thúc đẩy TPP, nói về nó hay đạt được những thỏa thuận,
chính quyền ông Obama hiểu rõ vai trò của TPP trong việc đảm bảo tương lai của Mỹ, không chỉ là về sự thịnh vượng mà còn là vị thế của Mỹ trên thế giới. Chúng tôi biết việc này đã gặp khó khăn về chính trị, đây là một năm bầu cử đầy khó khăn. Người dân Mỹ đang lo lắng về sự hội nhập toàn cầu của Mỹ. Bất ổn kinh tế dẫn tới những lo lắng về việc làm, lo lắng về sự cạnh tranh từ nước ngoài. Việc này hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng chúng tôi hy vọng các đảng phái sẽ tập trung vào bức tranh lớn hơn, bởi vì không có kẻ thắng, chỉ có những kẻ thua với chủ nghĩa bảo hộ. Ông Obama đang cố gắng để Quốc hội Mỹ thông qua TPP để có thể để lại một di sản về chính sách kinh tế và đối ngoại trước khi rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Giới chính trị Mỹ đang bi quan về việc Quốc hội sẽ phê chuẩn thỏa thuận TPP. Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối bên trong nước Mỹ khi người dân cho rằng nó đã khiến các nhà máy đóng cửa, việc làm và lương bổng bị cắt giảm. Liên tiếp trong bản tin tối nay thì xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin nổi bật ngay sau đây. Đề xuất lắp đặt hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng ở hai sân bay lớn chưa đủ thuyết phục. Cùng tìm hiểu vì sao đất ven Thành phố Hồ Chí Minh hút khách hàng.